Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn một cái bài gọi là cái bài hàm số bậc nhất. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể đọc sách giáo khoa, nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình chỉ hướng dẫn chi tiết cho các bạn, có thể dựa vào những cái lý thuyết cơ bản này các bạn có thể giải được các bài tập liên quan về hàm số bậc nhất các bạn. Rồi mình sẽ định nghĩa cho các bạn xem nha. Hàm số bậc nhất là một cái hàm số mà hay còn gọi là một cái hàm số mà ở góc có dạng là y bằng ax cộng b, với y là tọa độ, hay còn gọi là x là hoành độ, y gọi là tung độ, với a và b là một cái số cho trước. Ví dụ nha các bạn, ví dụ y bằng 2x cộng 1. Ví dụ thứ hai là y bằng trừ x cộng 2. Đó, một ví dụ, hai ví dụ. Đó. Rồi, khi hàm người ta hỏi rằng hàm số bậc nhất là gì? Hàm số bậc nhất là một cái hàm số mà có dạng y bằng ax cộng b. Với điều kiện đó là a, b là cái số cho trước và x, y chính là cái tọa độ, hay còn gọi là, nếu mà các bạn học chương trình lớp 10 á, hay là qua bài một bài sau nữa gọi là đồ thị của hàm số, thì các bạn sẽ biết được hoành độ và tung độ là như thế nào. Nhưng mình nói hàm số bậc nhất này là hàm số như thế nào, các bạn chỉ cần nhìn vô nè. Bậc nhất hai ẩn nha. Ẩn là những cái giá trị mà chưa biết, x và y gọi là ẩn nha. Bậc nhất là ở trên nó mũ 1, x ngang mũ 1 nè, y mũ 1 nè, gọi là hàm số bậc nhất hai ẩn, cái được gọi là hàm số bậc nhất hai ẩn nha các bạn. Và nhớ một điều, hàm số bậc nhất hai ẩn này chính là một cái đường thẳng ngày, hoặc là đường này, hay là này, hay là này, nói chung là nó là một cái đường thẳng đó, nó được biểu diễn là một cái đường thẳng nha các bạn. Đó, nó là một cái đường thẳng nha các bạn. Rồi, để muốn biết nó là đường thẳng đi lên hay đi xuống thì các bạn sẽ được học cái bài liên quan về cái gọi là vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất. Nhưng trước khi làm cái điều đó thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách để biết được, xác định được cái gọi là cái đường thẳng đó, cái hàm số đi lên hay là đi xuống hay là nằm ngang nha các bạn. Rất dễ thôi. Nếu a lớn hơn không thì hàm số đồng biến là sao? Đồng biến là đi lên. Còn nếu a là đâu? A là cái hệ số đứng trước x nè. Đó. Còn tiếp tục, nếu a nhỏ hơn không thì nghịch biến là đi xuống nha các bạn. Ví dụ đây nè, đi xuống nè. Đi xuống nè, từ trái sang phải, nếu đi xuống nè, còn cái từ trái sang phải đi lên nè. Đó. Rồi nếu a bằng không thì nó là một cái nó không nghịch biến cũng không đồng biến, người ta gọi là nó nằm ngang á, nó nằm ngang đó, các bạn nhìn thấy không, nó nằm ngang gọi là không đồng biến cũng không nghịch biến, không nghịch đó. Vậy nó ngâm nga một vấn đề rất đơn giản, hàm số bậc nhất là gì? Là một cái hàm số là nó có một dạng là đường thẳng, một cái đường thẳng ở đó nó có tọa độ là y bằng ax cộng b, với a b là số cho trước, x y là cái tọa độ, x là hoành độ, y là tung độ đó. Thì hàm số bậc nhất này thì có ba dạng. Thứ nhất là đồng biến, là cái đường thẳng đi lên từ trái sang phải, a nhỏ hơn không thì nó nghịch biến, từ trái sang phải nó sẽ giảm xuống. Còn a bằng không thì nó không đồng biến cũng không nghịch biến, hay là một cái đường thẳng nằm ngang nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Mong các bạn theo dõi một cái bài tiếp theo của mình, đó là gọi là đồ thị của hàm số bậc nhất nha các bạn, hay còn gọi là vẽ đồ thị. Cái bài đó rất quan trọng bởi vì nó sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nào mà có ý định học tiếp
chương trình phổ thông nha các bạn, nó sẽ ghi xuyên suốt các bạn vào từ lớp 10 đến lớp 12 nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người, bye bye, hẹn gặp lại.